tủ lạnh Samsung Bespoke mới. Đặt mua ngay. Cảm ơn các em rất nhiều. Double, Two T và Just Start T. Xin được shout out cho tất cả các anh em producer, mọi người đã lên trên này để cùng hòa vang lên bài hát này. Cá nhân Just Start T thì xin được cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một tiết mục phải nói rằng là đại diện tri ân khán giả và tiết mục đại diện cho tất cả các anh em bên Team Producer. Xin được giới thiệu 4 producer đã đồng hành với lại 4 team trong suốt quá trình mùa 3 năm nay, đã mang đến những con beat không thể chấp hơn và mỗi đội là mỗi một màu sắc. Đầu tiên đến từ team của anh Thái Việt G, xin giới thiệu producer Two Pill. Đến từ team của Andre, xin giới thiệu producer Walk Up. Đến từ team của B-Ray, xin giới thiệu producer Masu. Và đến từ team của Big Daddy, xin giới thiệu producer Dương K. Và anh chàng đẹp trai DJ Wuko. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục vừa rồi của Double Two T và producer Just Starty. Thật sự ra không bao giờ hoài nghi về khả năng của Just Starty. Bất cứ bài nào em đã nhúng tay vô thì nó phải là một bài hit. Em ấy đúng nghĩa là một cái người hit maker. Anh chưa bao giờ thấy cái bài nào em làm mà dở luôn á. Và Double 2T không biết bằng một cái cách nào đó mà có một cái connection rất là gần với lại Just Starty. Như quý vị có để ý không ạ? À? Hai anh này đều mang một cái màu sắc gì đó rất là bắc bộ và cũng có cái gì đó rất là dân gian đương đại rồi đấy. Đúng không? Anh Thành vừa nói một cái mà em cũng rất là muốn nói. Vì thú thật với mọi người là ít ra là mình còn cứu bạn ấy lúc bạn ấy chưa có gì cả. Giả sử như là bạn ấy đã có một cái gì rồi hoặc là thì sẽ rất là khó để em có thể đặt vào cái trọng tâm của em khi mà em dùng nón vàng. Hiểu ti, có nghĩa là mình sẽ trao cơ hội cho một cái người mới và người ta hoàn toàn có triển vọng với những điều mà người ta sắp sửa làm. Tuy nhiên, nó có một cái duyên gì đấy mà em cũng chưa giải thích được. Trước hết thì phải cảm ơn B-Ray đã dẫn dắt bạn rất tốt để cho Big cứu về và cũng có sự dẫn dắt để cho bạn ý viết rất là nhiều những lời biết ơn dành cho những người đã dẫn dắt mình. Khi mà em cứu bạn về và ngồi cùng làm nhạc với bạn thì càng ngày em lại càng phát hiện ra một cái gì đấy. Từ nãy giờ không phát hiện ra một cái gì đó như siêu năng lực. Nó sẽ là cái rất là khó nói khi mà... Trời ơi, tại sao hai người đàn ông lại phát hiện ra một cái khó nói? Em nói dùm anh Quỳnh Xu, nó là cái gì mà nghe không dám nghe vậy trời. Em càng nói người ta càng thấy rõ ràng về những gì em sắp thích. Không, cái này em cảm thấy nó kỳ lạ lắm anh ạ. Đó, thấy chưa quý vị? Em còn bất ngờ. Các anh chị có thể... khiến tôi hiểu khác đi được không? Nhưng mà cái này nó thú vị thật. Em đảm bảo luôn là kể cả những người ở đây, những người mà đã từng dẫn dắt bạn hay là ấy, thì cái bí mật này cũng chưa ai biết cả. Trời ơi, em nói luôn đi, cái bí mật là cái gì mà nghe thấy ghê quá vậy em? Dạ, nhá. Không, mà thật sự quý vị thấy là rõ ràng là T với lại Double 2T rất là có cái năng lượng giống nhau. Anh nói thật, em là thí sinh là may mắn nhất cuộc thi năm nay. Là bởi vì em được đi tới ba thầy lận. Em vừa gặp được B-Ray, em vừa gặp được Big, em vừa gặp Just Starty. Em quá lời trong năm nay rồi. Quán quân hay không quán quân gì em cũng đang lời. Chúc mừng Double 2T. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn ba người thầy của em ạ. Em cũng chia sẻ là em cảm thấy là may mắn nhất trong dàn thí sinh trong chương trình. Bởi vì em có một lúc ba người thầy đều chỉ cho em những điều rất là quý báu. Và em trưởng thành như bây giờ là nhờ công của ba người thầy đã dẫn dắt và dạy bảo em ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Kêu gọi bình chọn liền em. Thừa thắng xong lên. Yeah, mọi người ơi, mình là Double 2T, người miền núi chất. Mọi người hãy bình chọn cho mình số báo danh 04 nha. Một lần nữa rất là cảm ơn sự cống hiến của Just Starty cho chương trình năm nay cùng với các producer đã mang đến những con beat rất là chất lượng cho cuộc thi năm nay. Thưa quý vị, 2Pill, Walk Up, Masu và Dương K cùng với DJ Wukong. Và thưa quý vị, bên cánh trái của chúng tôi này cũng không quên nhắc những gương mặt tuyệt vời. Thưa quý vị, giám khảo Suboy, giám khảo Cao Rick, huấn luyện viên Andre, Big Daddy, anh Thái Việt G và B-Ray. Thưa quý vị, và đây cũng là tiết mục cuối cùng của chương trình năm nay. Chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang phần truyền hình trực tiếp để mang đến kết quả mà quý vị và các bạn đã bình chọn cho tất cả 9 thí sinh. Và quý vị hãy chờ trong giây lát để chúng ta đến với phần truyền hình trực tiếp công bố và trao giải cho quán quân của Rap Việt mùa 3 quý vị nhé. Xin nhắc lại là các vị huấn luyện viên và giám khảo mỗi người được bình chọn một phiếu. Nếu bình chọn cho thí sinh của đội mình thì chỉ được tính một, nhưng bình chọn cho thí sinh của đội khác sẽ được tính là 2 điểm. Tất cả các bình chọn của giám khảo và huấn luyện viên cộng lại sẽ quy đổi được 40%. Còn lại 60% là những bình chọn của quý vị khán giả dành cho các thí sinh. Và xin nhắc lại cách bình chọn rất đơn giản. Quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể bình chọn cho họ. Một tin nhắn cho tài khoản thường, một ngày 5 tin nhắn cho tài khoản VIP.
quý vị có thể bình chọn thoải mái cho những thí sinh mà quý vị và các bạn yêu mến và muốn họ trở thành quán quân. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Rap Việt mùa 3. Và quý vị cũng đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ đến với phần truyền hình trực tiếp ngay bây giờ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ngay sau tiết mục này. Năm nay tinh thần của Rap Việt sẽ là âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới. Nếu chúng ta cứ giữ ước mơ và dám bộc lộ cá tính thì không điều gì là không thể. We Go Hard. Mình được truyền một phần cảm hứng từ một cái bài hát của anh Thái tên là Go Hard. Khi mà anh Thái về đây mà tôi đặt cho là We Go Hard, mang một cái ý niệm là dù bạn có ở đâu nhưng mà khi về đến đây thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chắc chắn là bọn mình đã go rất là hard. Mọi người đều bỏ hết tất cả sức bình sinh của mình vào trong những cái tiết mục này. Không phải chỉ một cái moment, the whole time everybody is working hard. Mọi người cùng kéo mà theo cùng nhịp thì nó sẽ tự động nó đẩy thuyền đi. Năm 2023 chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau và khiến cho rap Việt quá là bùng nổ. Âm nhạc của Việt Nam không chỉ ở trong lãnh thổ Việt Nam nữa. Mình đã sẵn sàng để tham gia cái sân chơi quốc tế rồi. Đó, mọi người có thể thấy. We go hard. We go hard. We go hard. We go hard. Chúng tôi đã làm được. Qua hàng ngàn thí sinh từ khắp mọi miền đất nước và qua rất là nhiều những cái thử thách. Giờ đây chúng tôi có 9 thí sinh xuất sắc nhất. Sau Rap Việt mùa 1, mình bị nghi ngờ bản thân. Liệu mình có muốn rap không? Nhưng mà quay trở lại với Rap Việt mùa 3 và mình đã có động lực để tiếp tục là một rapper. Mai bị sợ đám đông. Mai không thể kiểu nói chuyện trước quá đông người. Khi mà đến Rap Việt thì mình cũng kết nối được với mọi người nhiều hơn. Mang cho Mai một tư tưởng về sân khấu và trình diễn. Mình đã vượt lên chính mình để cho mình tiến vào chung kết của Rap Việt. Tất cả các bạn thí sinh khi mà các bạn dừng chân lại và anh em đập tay nhau tạm biệt thì mình luôn luôn nói với cả các bạn là để anh làm nốt cho. Ai mà đã nghe anh nói câu đấy thì yeah, anh làm nốt hộ em rồi. Rap Việt mùa 3 đã mang đến cho mình một cú nổ bùng, cho Lil Craze sự lan tỏa cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ mạnh mẽ. Mình thấy rất là biết ơn khi mà mình được có mặt ở đây giây phút này. Mình rất tự hào từ một cậu bé không có đồ thu âm, mình chỉ thu âm ở trong phần net thôi. Cậu bé ngày ấy đã đứng được trên các sân khấu lớn, được biểu diễn trước cả nghìn người, có thể lan tỏa được âm nhạc của mình đến tất cả mọi người rồi. Cái bài hát của mình á, mọi người đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không có nhìn vào những cái con số đó và tự mãn. Mình có những cái bài học cuộc đời, mình có những cái kinh nghiệm, tư duy. Và Huỳnh Công Hiếu cũng xuất phát từ Rap Việt mùa 3. SMO Rap cũng cỡ chục năm, cũng đã trải qua rất là nhiều giai đoạn tung hô. Có những giai đoạn mình ở ẩn, vô tình Rap Việt lại là người giúp mình được bùng nổ giống như là ngày xưa, có khi là hơn nữa. Quãng thời gian trước thì mình cũng khá là loay hoay để đi tìm một cái hướng đi nó tốt nhất. Thì đến với Rap Việt thì mình rất là may mắn khi được gặp anh Andre. Mình muốn đi với mọi người lâu hơn nữa. Ở trong cái rap game này có những bạn đã có chỗ đứng, có những bạn đi lên từ con số 0. Nhưng mà mọi người đã đều cố gắng như nhau đem tình yêu nhạc rap này đến tất cả khán giả. Năm nay cái cảm xúc nó đặc biệt hơn một tí, đó là mình ngồi ở vị trí giám khảo. Mình đứng ở vai trò mình quan sát mọi người. Mình được nhìn thấy những anh em lâu năm trong nghề ngồi vào cái vị trí đó, thấy mọi người cũng rất là cố gắng để thay đổi, để phù hợp với cái game này nó như thế nào. Anh không biết nói tiếng Việt Nam gần nữa. So when they came at me and asked me to join Rap Việt, I was, you know, on the fence with it. And one main reason is like I was, music's always been a part of my life, and that's the one thing I just can't leave. So I felt like this was a great opportunity for me to just come back and at the same time help
and mentor as much as I can with my knowledge and what I can do. Mọi người thấy mình rất là tự tin và đôi khi có hơi gáy một xíu. Nhưng mà thật ra ở đằng sau tất cả những cái đó thì mình rất là lo sợ. Đây là lần đầu tiên mà mình xuất hiện với vai trò là huấn luyện viên, cho nên là mình xem tất cả những cái bài thi của thí sinh là những bài thi của mình. Sau mỗi vòng thì các bạn đã phát triển, đã bứt phá rất là nhiều trong cái chặng đường này. Và đó là một điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc, vì tuổi trẻ muộn của mình đã được đồng hành cùng với cả các em ấy để cùng phát triển. Một sân chơi sẽ có những luật chơi. Rap Việt cũng là một thử thách với các producer. Cách nằm ở việc là chúng ta phải tìm cách sao cho sử dụng được cái màu sắc cá tính âm nhạc của mình, đem vào cái cuộc chơi đó và vẫn tạo ra được một bài hát hay. Mặc dù 4 producer chính của chương trình là đều thuộc các team khác nhau, nhưng chúng tôi đều có một mục tiêu là đem âm nhạc hip hop Việt Nam đến với khán giả đại chúng. Mọi người đều luôn gửi nhạc cho nhau nghe là anh ơi, cái này cần thêm hát gì không, anh cần chia sẻ với nhau để có những sản phẩm tốt nhất. Mình cũng cảm nhận được là mọi người đều những người rất là yêu âm nhạc, như kiểu những đứa trẻ đó. Mình rất trân trọng những khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người nhuần nhuyễn làm với nhau, sự cố gắng 100% về phần nhạc của các producer, sự chắt lọc của các thí sinh, sự nhẫn nại, sự đồng hành của huấn luyện viên. Cái sự đồng lòng trong rap Việt kỳ này là rất cao. Chúng tôi đều rất là cố gắng để tạo ra một cái mùa rap Việt nó ấn tượng, và điều đó để cho rap Việt luôn luôn tồn tại trong lòng mọi người là một chương trình có rất nhiều nhạc hay, cũng như là trong lòng chúng tôi thì có rất là nhiều kỷ niệm. Mình sẽ phải luôn sống hết mình vì cái đam mê này. Nếu mà mình tận tâm thì sau này mình sẽ được tận hưởng. When you feel like giving up and you've almost had enough, you can bounce back, you can bounce back, we gon' bounce back, we gon' bounce back. 4 tháng rap Việt đã trôi qua và Lee Chris nghĩ đây chính là những cái hành trang, những cái bài học rất là bổ ích cho mình. Một hành trình không dài cũng không ngắn, chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được rap Việt mùa 3. Cảm ơn anh Thành, tại vì nào thi xong thì anh Thành cũng kêu lại dặn dò đủ thứ hết, rất là nhiệt tình luôn, mà mình rất trân trọng. Sau này mình có già đi, mình sẽ không bao giờ mà quên cái hành trình này của rap Việt. Cảm ơn ban tổ chức rap Việt đã tạo nên một hành trình và gắn kết rất là nhiều con người với nhau, là tuyệt vời. Chừng nào cái này xong hết á, anh dễ lắm. Ai muốn nói chuyện anh ở đây à, anh không thay đổi gì đâu. That's it, người Việt Nam đứng side by side and support each other. Thực sự cảm ơn các bạn fan của rap Việt vì đã lắng nghe những bài nhạc của tụi mình. Vì các bạn là động lực lớn nhất cho bọn mình để hoàn thành tốt cuộc thi năm nay. Chúc cho rap Việt sẽ không chỉ dừng lại con số 3 và sẽ còn là nhiều năm sau nữa luôn luôn thành công. Tôi vậy xin chúc cho các bạn thí sinh của chúng ta, bây giờ còn gọi là thí sinh không, một cái chung kết thật là mỹ mãn. Mặc dù đêm nay là đêm cuối của rap Việt, nhưng mà hành trình của rap Việt sẽ luôn luôn còn đó. Những bài nhạc ở trong chương trình vừa rồi, nó sẽ còn mãi trong tâm trí của mọi người. When you feel like giving up and you've almost had enough, you can bounce back.